Xin mến chào tất cả các anh chị các bạn đã quay trở lại với Cây Thuốc Vùng Cao. Buổi chiều ngày hôm nay, Quân tiếp tục chia sẻ cho các anh chị và các bạn một loại cây vừa có tác dụng làm mát phổi, lại vừa có tác dụng bồi bổ cơ thể rất là tốt. Những bác nào thường xuyên bị ho do lao phổi này, đấy, ho có đờm, hoặc những bác bị tràn dịch màng phổi, những bác thường xuyên sử dụng thuốc lá, thuốc lào hoặc là làm việc trong môi trường độc hại, thì đây là một cây có thể giúp các bác làm sạch hai lá phổi, làm mát phổi và bồi bổ cơ thể rất là tốt. Trên tay Quân đang cầm một loại cây rất đặc biệt, nó chỉ có một lá duy nhất, chỉ có một lá duy nhất. Đấy, có nhìn cây này người ta gọi là cây một lá. Đấy, cây một lá duy nhất, còn có tên khác là thanh thiên quỳ. Cũng có người gọi cây này với cái tên đó là cây lan cờ. Đấy, một cành và một lá duy nhất, rất đặc biệt. Đấy. Và có một cái củ ở dưới đây ạ. Đấy, có nhìn này, cái củ. Đấy. Có hai cái rễ hai bên. Đấy. Cây này rất tốt cho những bác đang bị nóng phổi, đang gặp tình trạng về phổi, là một cái cây rất là tốt. Sau đây sẽ chia sẻ cho các anh chị và các bạn những công dụng rất tuyệt vời của loại cây này. Theo y học cổ truyền đánh giá ấy, thì cái cây một lá này có vị ngọt, cái củ này có vị ngọt, hơi đắng, tính mát, đấy, và không có độc. Cũng có người nói cây này là tính bình, nhưng thực tế khi chúng ta sử dụng thì cái củ này nó có tính mát rất là tốt cho những bác đang bị nóng phổi, không có độc. Đấy, chúng ta có thể sử dụng như là một thực phẩm và cũng là một vị thuốc. Kinh nghiệm vùng cao người ta còn dùng cây này làm món ăn. Đấy, nó không có độc nhé, và nó quy vào cái kinh can và kinh phế. Đấy, tức là vào cả phổi nữa, có tác dụng thanh nhiệt này. Đấy, nó có tính mát, do vậy tác dụng thanh nhiệt, nhuận phế. Đấy, nó đi vào phổi này, nhuận phế, rồi giảm ho, tán ứ, làm dịu cơn đau. Đấy, dùng trong bài thuốc trị lao phổi. Đấy, viêm phế quản, viêm họng, và cũng là vị thuốc bồi bổ cơ thể rất là tốt. Đấy, cây một lá. Những công dụng này không phải là hiện nay Quân mới chia sẻ cho bác, mà rất lâu rồi, cách đây khoảng 4-5 năm, có một video Quân đã từng chia sẻ cho bác. Đấy. Và vùng cao ấy, người ta sử dụng cây này trong những cái món ăn giúp bồi bổ cơ thể. Phụ nữ sau sinh này, người ta thường lấy cái củ này để hầm với chân giò, hoặc là xào với thịt gà. Đấy. Sau khi Quân đăng video cách đây 4 năm thì rất nhiều bác đã phản hồi lại cho Quân. Cảm ơn Quân vì cái video đó các bác đã áp dụng. Đấy. Dùng cái củ này xào với thịt gà cho phụ nữ sau sinh ăn rất là tốt. Rồi những bác mà gầy gò ốm yếu, thể trạng kém thì chúng ta có thể là hầm với chân giò này, hầm với thịt gà này, hầm với chim bồ câu này. Đấy, bồi bổ cơ thể rất là tốt. Sau video đó Quân nhận được rất nhiều những phản hồi tích cực. Các bác cảm ơn Quân. Đấy, cảm ơn Quân rất nhiều bởi vì là đã chia sẻ công dụng của cây này, và gia đình các bác áp dụng cho kết quả rất là tốt. Thì đây không phải là cái kinh nghiệm gì mà gọi là cao siêu cả. Đồng bào vùng cao sử dụng cây này như nào thì Quân chia sẻ lại cho bác như vậy. Quân khuyên các bác
chúng ta nên trồng cây này để chúng ta có được cái cây thuốc trước hết là bồi bổ cơ thể rất là tốt. Nó không có độc và tính mát, giúp bồi bổ cơ thể, làm mát phổi rất là tốt. Đấy. Khuyên các bác nên trồng cây một lá này ở vườn nhà. Đây, như khu vườn này đang trồng cây một lá. Đấy. Đối với những bác bị gọi là cơ thể suy nhược, rồi phụ nữ sau sinh, người già ốm yếu, người mới ốm dậy, đấy, người sau phẫu thuật, nên sử dụng cây này, cái củ này, đấy, nấu ăn các bác nhá. Đấy là kinh nghiệm đầu tiên là bồi bổ cơ thể. Kinh nghiệm thứ hai đó là làm mát phổi. Đấy, làm mát phổi đó là tác dụng giúp mát phổi này trong trường hợp bị lao phổi này, ho này. Đấy, thì cái củ này sử dụng rất là tốt. Đấy, cách làm thì có thể là hãm trà. Đấy, hãm trà cái củ này, thái lát ra, phơi khô, hãm trà uống, hoặc là chúng ta nấu thành cao. Đấy, và cũng có thể là chúng ta làm món ăn cho những bác bị nóng phổi sử dụng rất là tốt. Kinh nghiệm thứ ba của cây này đó là ngộ độc nấm. Đấy, nó còn có tác dụng giải độc khi bị ngộ độc nấm. Thì kinh nghiệm này sử dụng như thế nào? Thì thưa bác, khi chúng ta bị ngộ độc nấm thì người ta sử dụng 3 lá cây này. Đấy, cắt 3 cái lá. Đấy, tức là chúng ta tìm 3 cây thôi, cắt 3 lá, sau đó là hãm trà. Đấy, hãm trà đun với nước sôi. Đấy, hãm với nước sôi, chia làm 2 lần uống trong ngày. Đấy, mỗi một ngày là 3 lá như này nhé các bác nhé. Đấy, à, khi bị ngộ độc nấm thì cái tác dụng này nó giúp giải độc một phần độc tính có trong độc nấm. Đấy, tuy nhiên cái phương pháp này thì cũng chỉ là hỗ trợ thôi. Khi chúng ta bị ngộ độc nấm thì cũng cần đưa bệnh nhân đến các bệnh viện sớm nhất. Đấy, còn dùng cái cây thanh thiên quỳ này cũng chỉ là một cái phương pháp hỗ trợ. Hôm nay Quân chia sẻ cho các anh chị và các bạn một cây có tác dụng bồi bổ cơ thể và giúp giải độc nấm, rồi mát phổi rất là tốt. Đây cũng là một cái rễ của nó này các bạn này. Đấy, cái rễ đây vừa nãy Quân đào lên đấy thì nó bị đứt đây. Cái rễ nó rất là dài các bạn, hai rễ hai bên này nó phát triển ra, sau đó nó có thể là mọc một cây mới từ cái rễ này. Đấy, nó tạo thành một củ nữa, sau đó cái củ nó lại tách làm đôi như này ra. Đấy, củ ở giữa như này thì lại là một cây mới và lại có hai rễ hai bên. Đấy, và mọc một cái lá lên. Đấy, nó dạng như này các bạn. Đấy, một loại cây rất độc đáo, dùng trong kinh nghiệm dân gian và đã cho những kinh nghiệm đã cho những cái kết quả rất là tốt. Còn y học hiện đại, hiện nay ấy, Tây y người ta đã nghiên cứu loại cây này và người ta đã tìm ra những hoạt chất có trong cây một lá là có tác dụng chữa viêm phổi. Đấy, rồi rối loạn chuyển hóa, kháng virus và kháng u. Đấy, đấy là những nghiên cứu của Tây y. Đấy, rồi ứng dụng lâm sàng trong điều trị hen suyễn này. Đấy, viêm phế quản mãn tính này, rồi hen phổi tắc nghẽn này. Đấy, viêm họng này, cấp tính và mãn tính này, thì đã cho kết quả rất là tốt. Đấy, đấy là Tây y họ nghiên cứu. Rồi cũng là một cái vị thuốc hỗ trợ cho những bác đang bị u rồi ca phổi. Đấy, đây là một cây Quân nghĩ là các bác nên trồng. Đấy, khi nói thì là rất là nhiều những công dụng, nhưng mà thực tế các bác, Quân khuyên các bác nên trồng một loại cây rất tốt cho lá phổi của chúng ta. Đấy, nhìn cái hình thù củ cây này các bác đã thấy là nó là một cái củ rất là lành tính, và nó cảm giác cho chúng ta cái sự thanh mát. Sự thanh mát
cái sự gọi là rất là hiền từ, đúng không ạ? Rất là hiền từ. Đấy. Nhìn cái cây này cảm giác như là cái gì đó rất là tin tưởng. Và thực tế thì sử dụng cây này rất là tốt. Đấy. Video cách đây 4 năm Quân đã đăng và nhiều bác đã cảm ơn Quân vì đã chia sẻ loại cây này. Thì hôm nay tiếp tục Quân chia sẻ lại công dụng của loại cây này. Hy vọng các bác sẽ trồng loại cây này và chúng ta sẽ có được những cái củ cây một lá sử dụng để bôi bổ cơ thể chúng ta, để làm mát phổi chúng ta, để thanh lọc, thải độc cho hai lá phổi của chúng ta. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.